Đây rồi, tôi chọn. Em xin đọc qua lại bệnh án nhé. Bệnh nhân này, bệnh nhân Vũ Văn Cẩm, 84 tuổi, giới tính nam này. Lý do vào viện là khát nhiều và tiểu nhiều này. Bệnh sử thì cách vào viện 10 ngày bệnh nhân xuất hiện khát nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, không theo dõi cân nặng, không sốt, không ho, không đau ngực, không đau bụng, không nôn, không buồn nôn, không tiểu buốt, không tiểu rắt. Đi khám thì phát hiện đường máu tăng cao thì vào viện. Về tiền sử thì bệnh nhân này có tăng huyết áp 4 năm, đang điều trị thuốc thường xuyên, Enalapril 1,5 mg và Baricitogen 4 mg trên ngày. Huyết áp cao nhất thường 150/80. Có phi đại tiền tuyến phát hiện cách đây 2 năm nhưng mà chưa điều trị gì. Có đau khớp gối hai bên khoảng 2-3 năm, cũng không sử dụng thuốc corticoid, không dùng thuốc nam, thuốc bắc. Đợt này cũng không đau khớp gối, không uống rượu, không hút thuốc lá. Chưa phát hiện hiện tiền sử dị ứng thuốc có thức ăn, không khát khát được yếu tố dịch tễ COVID-19. Về gia đình thì chưa phát hiện bất thường. Về chuyên môn thì khám toàn thân, bệnh nhân tỉnh, cân nặng khoảng 66 kg, chiều cao 1m67 cm. Anh chị có nghe rõ em nói không ạ? Thảo cứ nói đi. Được ạ, à, có nghe rõ anh 92. À, bây giờ em sẽ đọc lại một bệnh án lần nữa để anh chị thống nhất lại nội dung các anh chị đã làm nhé. Xong cô sẽ bảo rằng phòng bụng 92 cm, BMI là 23,66 kg trên mét vuông, nhiệt độ 36,5 độ C, huyết áp 130/80, mạch 101 lần trên phút, da niêm mạc hồng, không phù, không kiểu hình cốt sinh, tuyến giáp không to, có dấu hiệu mất nước, mạch nhanh, khát nước, da niêm mạc khô. Về khám cơ quan bộ phận, tim mạch, lồng ngực cân đối, mỏng tim ở khoa lên sườn 5, đường giữa đòn trái, T1, T2 rõ, không có tiếng thổi bất thường, mạch cảnh không có tiếng thổi, mạch ngoại vi bắt rõ, đều hai bên. Về hô hấp, nhịp thở đều, tần số 18 lần trên phút, dì dào phế nang rõ, đều hai bên, rung thanh đều hai bên, gõ trong. Về thần kinh, không có dấu hiệu thần kinh cư trú, không tê bì, không có cảm giác kiến bò. Và khám bụng, bụng cân đối, không chướng, không có sẹo mổ cũ, không có điểm đau khu trú, van lách không sờ thấy, đại tiểu tiện phân vàng, không đại tiện phân sống, tiểu tiện vàng trong, không tiểu bút, không tiểu dắt, tiểu 1,5 lít trên ngày. Khám mắt không nhìn mờ, chưa phát hiện các bất thường khác. Cơ quan bộ phận, có anh chị nào đang ở ngoài đường vậy, tắt mic điện, em nghe được cả tiếng ô tô. Tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nam 84 tuổi vào viện vì khát nước, tiểu nhiều. Qua hỏi bệnh và thăm khám phát hiện các hội chứng và triệu chứng sau. Bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu tăng đường huyết, khát uống nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, dấu hiệu mất nước rõ, không nhìn mờ, không có tiếng thổi động mạch cảnh, mạch ngoại vi bắt rõ, không tê bì, không có kiểu hình cốt sinh, không có hội chứng cường giáp, huyết áp 130/80, mạch 81 lần trên phút, BMI 23,66 kg trên mét vuông. Tiền sử có tăng huyết áp 4 năm, đang điều trị Enalapril và Baricitogen 4 mg trên ngày, huyết áp cao nhất 150/80, chưa phát hiện tiền sử dùng thuốc corticoid, không uống rượu. Xét nghiệm đã có tại phòng khám của bệnh nhân, glucose lúc đói là 37,9 mmol/lít, huyết áp HbA1c 12,2%, ure 13,4, creatinine là 207. Về câu hỏi đặt ra cho các anh chị, thứ nhất là chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân này là gì, thứ hai đề nghị xét nghiệm cận lâm sàng và lý do đề xuất, thứ ba chẩn đoán phân biệt và lập luận, thứ tư chẩn đoán xác định lập luận, năm là điều trị, mục tiêu điều trị lập luận, thứ sáu là theo dõi điều trị. Đây là phần trả lời của anh chị chuyên khoa 1, nhóm 23 và nhóm 24. Thì em xin ghi chép lại thành như này. Chẩn đoán sơ bộ của anh chị là theo dõi tăng áp lực thẩm thấu, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận, phì đại tiền liệt tiến. Yêu cầu xét nghiệm các anh chị có đề ra là công thức máu. Các anh chị nhìn màn hình nhé. Thứ hai là sinh hóa máu, gồm có điện giải đồ, GOT và GPT, có mỡ máu, có FT4, TSH, có BSA, có acid uric và có CRP, có khí máu động mạch, nước tiểu 10 thông số và microalbumin niệu. Về chẩn đoán hình ảnh, các anh chị có đề xuất các xét nghiệm siêu âm tim, siêu mạch thận, siêu mạch cảnh, mạch đốt sống, siêu mổ bụng, siêu âm tiền lập tuyến, siêu khớp gối hai bên, chụp X quang khớp gối hai bên. Ở đây các anh chị có lý giải là bệnh nhân có đau khớp gối nhưng mà đợt này bệnh nhân không có đau khớp gối đâu ạ. Siêu mạch chi dưới hai bên, đo chỉ số ABI, kháng mắt và điện tim. Đây là các kết quả cận lâm sàng đã có của bệnh nhân. Công thức máu ạ. Đây là xét nghiệm công thức máu vào lúc vào ngày 20 tháng 3. Về sinh hóa máu. Khí máu động mạch. Nước tiểu 10 thông số.
microgram nguyên liệu của bệnh nhân này là 3mg trên lít. Về siêu âm tim ạ. Siêu âm mạch thận, siêu âm mạch chi dưới ạ. Siêu âm ở bụng ạ. Ích quang tim phổi và chỉ số ABI. Khám ạ. Điện tim ạ. Chẩn đoán hay phân biệt thì ở đây em thấy các anh chị có đưa ra là thứ nhất là chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1, phân biệt với đái tháo đường tiếp 1. Em chỉ lượt lại một lần cho các anh chị xem lại câu trả lời các anh chị xem có muốn sửa thì không, em có thể sửa ngay bây giờ. Anh chị chuẩn đoán phân biệt với hội chứng cốt sinh, chuẩn đoán phân biệt với 3-0. Chuẩn đoán phân biệt bệnh lý tụy. Chuẩn đoán phân biệt với tình trạng nhiễm trùng. Chẩn đoán phân biệt với các u tuyến nội thất. Trong tuyến nội thất các anh chị có đưa ra chẩn đoán phân biệt với hội chứng Cohn. Về chẩn đoán xác định dựa trên các kết quả cận lâm sàng đã đưa ra thì anh chị chẩn đoán xác định là đái đường tiếp 2, tăng huyết áp, suy thận cấp, vì đại lành tính tiền đột tiến, tăng acid uric máu. Về lập luận thì các anh chị có đưa ra giải thích đấy ạ. Cô bảo là thôi cứ bàn bàn lại đi nhưng mà bây giờ phải có một... Về điều trị thì các anh chị có đưa ra mục tiêu điều trị như sau ạ. Thứ nhất là tư vấn chế độ ăn và sinh hoạt. Đường máu lúc đói anh chị đưa ra là từ 5.0 đến 8.3 mmol trên lít. Đường máu sau ăn là từ 5.6 đến 10. Đường máu sau ăn là từ 5.6 đến 10. HbA1c là 75 đến 8%. Huyết áp là 130/80, triglycerid dưới 2,3 mmol trên lít. Điều trị cụ thể, các anh chị có điều trị cho bệnh nhân này thứ nhất là về insulin, liều là 0,6 nhân với cả cân nặng là 0,6 nhân với 66 kg là 40 mg. Anh chị dùng hai loại insulin là dùng insulin 4 mũi, insulin Exabit tiêm dưới da trước các bữa ăn 30 phút sáng, trưa, chiều 888 đơn vị, insulin Lantus 16 đơn vị tiêm dưới da 21 giờ. Có bổ sung dịch cho bệnh nhân bù bằng muối đẳng trương 0,9%. Hai chai truyền tĩnh mạch ngày thứ nhất. Về thuốc áp anh chị lựa chọn là thuốc áp Amlo 5mg một viên một ngày. Anh chị có thêm thuốc mỡ máu là Lipitor 10mg một viên một ngày. Kế hoạch theo dõi là kiểm tra đường máu 1 tháng một lần khi bệnh nhân ổn định, huyết áp HbA1c 3 tháng một lần, kiểm tra chức năng thận 1 tháng một lần, kiểm tra huyết áp 1 tháng một lần, kiểm tra các biến chứng đái tháo đường 3 tháng một lần. Nếu có dấu hiệu bất thường đề nghị tái khám. Để toàn bộ phần chuẩn bị các anh chị ạ. Anh chị có muốn sửa gì không? Anh chị có nghe em rõ nói không? Anh chị có muốn sửa gì không ạ? Chị Kết nhóm trưởng nhóm 23 có muốn sửa gì không ạ? Chị Sáng ạ?
Có anh chị nào có ý kiến gì, có anh chị nào sửa gì với bài của anh chị không ạ? Đây là phần các anh chị chuẩn bị đấy ạ. Em chỉ tóm tắt, em chỉ sâu lại thôi ạ. Thật ra ở đây em thấy có những vấn đề như thế này. Có anh chị nào có ý kiến gì không ạ? Em thấy anh chị bàn luận trên nhóm group bằng tin nhắn thì sao rồi? Thêm cái mục tiêu LDL và cái nông LDL nữa em. Đúng rồi ạ. Anh chị thêm đi nào ạ. Thêm này thêm. L dưới 1,7 và nông LDL dưới 2,5. Năm HDL đúng không? Thế bao nhiêu ạ? Nông HDL là dưới 2,5. Anh chị còn bổ sung gì nữa không ạ? Ở đây thì em thấy các anh chị có đưa ra chẩn đoán sơ bộ là tăng áp lực tiểu cầu máu ấy ạ. Nhưng mà về sau thì không thấy đả động gì đến cái tăng áp lực tiểu cầu máu. Đấy, anh chị có thể làm lại thêm cái phần tăng áp lực tiểu cầu máu thì thêm cho chị cái chỗ phần tính cái tăng tính áp lực tiểu cầu máu ấy. Dạ vâng. Cái tiểu cầu máu cái phần là phần kết quả sinh hóa đúng không ạ? Ở phần sinh hóa tính ra áp lực tổng thấu máu là 311 thì phải. Anh chị dùng công thức nào ạ? Áp lực tổng thấu máu bằng 2 natri cộng kali cộng ure cộng đường. 2 natri cộng gì ạ? Em nhỏ ngọt đi. Kali. Anh chị dùng công thức 2 natri cộng kali, natri cộng kali nhân 2 đúng không ạ? Cộng với đường đúng không ạ? Cộng đường cộng ure nữa. Cộng ure đúng không ạ? Anh chị tính ra bao nhiêu ạ? Đường máu của bệnh nhân lúc làm đồng thời cùng với cái điện giải đồ và thời điểm này là hôm 20 tháng 3 là 37,9. Natri là 131, kali là 4,4. Bao nhiêu? Rồi bạn nào cộng lại hộ chị, hôm trước chị cộng lâu lâu rồi từ cái bảng này cộng lại hộ chị xem là có phải bằng 311 không? Hôm trước cộng thì hôm trước chị chưa cộng lại. Cộng lại. Nếu như tính theo công thức của chị đưa ra thì áp lực tổng thấu máu cũng như là 322,1. Tính là chi hiệu chỉnh nữa Quỳnh ơi. Thế này ạ. Cái áp lực tổng thấu máu ạ. Thì anh chị cũng để ý là có thường có hai công thức tính. Có thể có ba nữa. Và cái công thức tính là 2 natri cộng kali đóng ngoặc ngoặc nhân 12 cộng với glucose và cộng với ure. Và một cái công thức khác nữa là cái 2 natri cộng với kali cộng natri cộng kali đóng ngoặc ngoặc nhân 2 cộng với đường ấy. Có cả công thức người ta bỏ vào kali lẫn ure đấy. Thì không biết anh chị đã tìm hiểu về cái áp lực tổng tính áp lực tổng thấu máu nào này chưa? Tức là vai trò của kali và ure trong cái áp lực tổng thấu máu.
Thế anh chị bàn bạc thêm về cái áp lực của màu đấy ạ. Ở đây em thấy ở phần yêu cầu xét nghiệm anh chị có đưa ra hai xét nghiệm là siêu âm mạch chi dưới và đo chỉ số ABI, thì anh chị cũng nêu thêm vai trò của hai cái này vì sao làm đồng thời cả hai cái ạ, cùng đề xuất làm cả hai cái ạ. Còn nếu như chọn một làm một cái thôi thì ở bên này mình sẽ chọn cái nào ạ? Anh chị đừng bàn bạc thêm cô đấy ạ. Về phần điều trị ạ, thì em thấy các anh chị có đưa ra mục tiêu HB1C 7.5-8% và đưa ra mục tiêu của đường mật máu lúc đầu hay lúc sau ăn, thì anh chị cũng giải thích xem là vì sao mình đưa ra mục tiêu như thế. Về phần điều trị cụ thể á, anh chị có khởi liều cho bệnh nhân này đái đường mới phát hiện, thì anh chị có khởi liều cho bệnh nhân này là 0.6 UI trên kg cân nặng trên ngày, thì anh chị cũng giải thích vì sao mình lại lựa chọn cái liều 0.6 đấy ạ. Và anh chị giải thích vì sao bệnh nhân này đang dùng ở nhà là dùng perindoprim thuốc huyết áp, thì tại sao anh chị lại chuyển sang dùng amlo cho bệnh nhân này ạ? Về kế hoạch theo dõi thì anh chị có thể xem lại xem là cái thời gian mình theo dõi như thế này thì có hợp lý không? Chẳng như các biến chứng của đái đường 3 tháng một lần thì có phải tất cả các biến chứng mình đều kiểm tra 3 tháng một lần hay không? Yeah, em xin đặt ra mấy câu hỏi như thế. Anh chị bàn bạc thêm rồi lát cô giảng thì anh chị sẽ trả lời cô. Có anh chị nào có thắc mắc gì không ạ? Có anh chị nào muốn hỏi thêm thông tin gì về bệnh nhân này không ạ? Chị kết chị sáng và chị thằng đã vào chưa? Nhưng mà nhưng mà anh Nam còn con hai, nhưng mà đi lẻ là chết với anh Nam luôn. Cô đi lẻ là chết luôn. Tự nhiên đi lẻ cho anh Nam nghe hết ra còn lâu đi. Tự anh còn một con. Còn có một con này. Sao? Qua đây. Ô, có mỗi mình quỷ à? Anh nha. Có anh chị đang bật mic đi ạ. Anh chị bật mic nói chuyện ở ngoài đấy. Thì anh chị tắt mic giúp em đi ạ. Đó. Chị Trần Thị Hoan với cả một cái thiết bị là Galaxy A6 ạ. Anh chị tắt đi lúc giúp em đi ạ. Có mấy bạn cao học K28 tắt mic đi của mình đấy. Bạn Nguyễn Hoa cao học 28 tắt mic đi.
Bạn Trần Ngọc Hân tắt mic đi nhá. Bạn Trần Ngọc Hân nhá. Các anh chị đoán xong các câu hỏi đấy chứ ạ? Các anh chị nào có bổ sung thêm cái gì không ạ? Em sẽ đánh thêm vào bếp của slide. Chị Kết ăn quân, quân có ý kiến gì không ạ? Chị Sáng ạ? Chị Quỳnh ạ? Chị Mỹ có ý kiến gì không ạ? Anh chị có thể bàn bạc trực tiếp ở trên đây luôn ạ, không cần phải nhắn tin trong group ạ. Cho bàn thế này đấy chị.
Chào các em. Có nghe cái cô nói không nhỉ? Có cô ạ. Rồi. Thế cái này thì cái này thì sau khi có hết toàn bộ các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng thì chẩn đoán cuối cùng của các em là gì? Em không nghe thì rè đấy nhỉ, không nghe thì tiếng nhỉ? Anh chị khi mà phát biểu thì một anh chị bật mic lên ạ, còn khi nào thì anh chị không nói thì anh chị tắt mic hết đi ạ. Bạn nào phát biểu thì bạn ấy sẽ bật mic nhá. Bạn Ngô Thị Hoài trả lời trước cho cô đi vậy. Được tham gia 257 người. Sao đông thế? Tại vì có link ở trên mặt trường thì các anh chị khác. Đây là gần như là tất cả các đối tượng sợi. Ngô Thị Hoài. Bạn Ngô Thị Hoài, em bật mic đi. Nếu không được thì cô mời bạn Bùi Thị Tư. Cho cô ghi danh sách cái tổ. Mời bạn nhóm trưởng, nhóm đang đi ở mời bạn Kết đi. Kết đâu nhỉ? Kết có tham gia không nhỉ? Kết ơi. Em xem lại xem cái này của em để loa này cô có nghe được không? Có. Bạn Kết có nghe thấy không nhỉ? Bạn mời Kết nhóm đi. Trưởng K23 phát biểu đi nhỉ? Cô đang hỏi đấy. Nếu Kết chưa phát biểu được thì cô mời nhóm trưởng nhóm 24 đi. Cô mời nhóm trưởng nhóm 24 vậy. Quỳnh có ý kiến gì không Quỳnh ơi? Em đưa cô chẩn đoán xác định của bệnh này là đái tháo đường tiếp 2, huyết áp khẩn cấp, thủy đại tuyến tiền liệt và tăng acid uric máu ạ. Em có thể nói to hơn một tí nữa vì cô nghe nó vẫn bị rè quá. Em đưa cô sau khi có các em thưa cô là cô cũng hỏi bọn em chẩn đoán sơ bộ hay là chẩn đoán xác định ạ? À, sau khi đã có kết quả toàn bộ xét nghiệm em yêu cầu thì đã có toàn bộ rồi thì cuối cùng chẩn đoán xác định của em là gì? Em thưa cô, em chẩn đoán xác định bệnh nhân là đái tháo đường tiếp 2, tăng huyết áp, suy thận cấp, phì đại tuyến tiền liệt và tăng acid uric máu ạ. Rồi, cảm ơn em. Và tại sao em lại chẩn đoán là đái tháo đường tiếp 2 nhỉ? Em thưa cô, chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2, ở phần trên thì bọn em chẩn đoán sơ bộ là đái tháo đường và phân biệt với một số bệnh, ví dụ như là thứ nhất là chẩn đoán phân biệt với lại đường tiếp 1 thì mình không qua các triệu chứng thì bệnh nhân có ăn nhiều, uống nhiều, rồi sút cân, rồi tiểu nhiều thì mình cũng có thể nghĩ đến đái tháo đường tiếp 1, nhưng không nghĩ đến vì bệnh nhân ở đây bệnh nhân này tuổi thì khá cao, trên 80 tuổi. Thứ hai nữa là đường máu tăng rất cao. Thứ ba nữa là bệnh nhân có BMI cũng lớn, 23,6. Lâm sàng thì cũng có biểu hiện, không có biểu hiện của nhiễm toan ạ. Ý thức thì bình thường, nước tiểu thì không có cetone, khí máu động mạch thì bình thường ạ. Đoán phân biệt thứ hai là với hội chứng khớp xương ạ. Bệnh nhân cũng có béo bụng, đường máu tăng cao thì có thể nghĩ đến hội chứng khớp xương nhưng không nghĩ đến vì bệnh nhân không có kiểu hình của khớp xương, không có dạn da, không có béo trung tâm, rồi không có tiền sử sử dụng corticoid ạ. Chẩn đoán phân biệt thứ ba với bệnh là bazodo. Bệnh nhân cũng có đường máu tăng cao, nhịp tim nhanh nhưng không nghĩ đến bazodo vì lâm sàng bệnh nhân không có hội chứng nhiễm độc giáp, tuyến giáp thì không to. Xét nghiệm thì hormone tuyến giáp FT4 và TSH thì bình thường ạ. Chẩn đoán thứ tư là chẩn đoán phân biệt với bệnh lý tụy đái tháo đường. Thì bệnh nhân
ở bệnh nhân này cũng có thể nghĩ đến bệnh lý tụy đái tháo đường vì có đường máu tăng cao, cũng có thể do bệnh lý tụy nhưng không nghĩ đến vì bệnh nhân không có đau bụng, không có đi ngoài phân lỏng, thể trạng bệnh nhân ở này thì không gầy ạ. Và siêu âm ổ bụng thì không có sỏi tụy, cũng không có khối u tụy bất thường ạ. Chẩn đoán phân biệt thứ 5 với nhiễm trùng, vì nhiễm trùng cũng có thể gây tăng đường máu, nhưng ở nhiễm trùng thì cái mức tăng đường máu thì không cao lắm, còn ở bệnh nhân này thì tăng rất cao và có biểu hiện của nhiễm trùng. Các xét nghiệm về công thức máu, các bi lăng viêm thì bình thường. Chẩn đoán phân biệt tiếp theo với u tuyến thượng thận ạ, cũng có gây tăng đường máu, bệnh nhân cũng có tăng huyết áp, cũng có nhịp tim nhanh, nhưng không nghĩ đến ở bệnh nhân này vì lâm sàng của bệnh nhân thì huyết áp tăng không cao. Cao huyết áp cao nhất của bệnh nhân từ trước đến giờ là khoảng 105 đến 160 và không có cơn tăng huyết áp kịch phát. Siêu âm tuyến của bệnh nhân bình thường, không có khối bất thường. Chẩn đoán phân biệt tiếp theo có thể nghĩ đến là hội chứng côn ạ. Bệnh nhân này đường máu tăng cao, tăng huyết áp thì có thể nghĩ đến hội chứng côn, nhưng ở bệnh nhân này thì không nghĩ đến vì bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm và kiểm soát tốt bằng thuốc, không có hạ kali máu, không có cơn tăng huyết áp kịch phát. Bệnh nhân này chẩn đoán xác định là đái tháo đường type 2. Thứ nhất là phân biệt với một số bệnh trên thì mình có thể chẩn đoán xác định bệnh nhân là đái tháo đường type 2. Vì thứ nhất, về lâm sàng bệnh nhân có uống nhiều, tiểu nhiều, sút cân thì không rõ, nhưng mà đường máu thì tăng rất cao, đường máu là 37,9, HbA1c là 12,2%, tuổi thì 86 tuổi, BMI 23,7. Vì vậy em chẩn đoán xác định okay. Rồi, cô cảm ơn Quỳnh. Như vậy là các em đã nghiên cứu khá là tốt. Cô chỉ bổ sung thêm một chút nữa. Thứ nhất là chúng ta sẽ phân biệt với các cái từng trường hợp mà tăng đường máu cấp tính. Thì tăng đường máu cấp tính thì như em đã nói là có thể do nhiễm trùng, tuy nhiên cũng có thể do nhồi máu cơ tim, có thể do chấn thương, có thể do tai biến mạch máu não, vân vân. Hoặc là có thể nhiễm trùng bất kỳ một cái cơ quan nào khác. Thì ở đây ngoài các cái dấu hiệu mà em đã nêu để chẩn đoán phân biệt thì mình còn phải chú ý nữa là trong trường hợp mà tăng đường máu cấp tính do các bệnh cấp tính đó thì HB1C không thể nào cao. HB1C vì nó tăng đường máu, nó mới gần đây xuất hiện tăng đường máu thôi. Do vậy mà HB1C thường là không bao giờ vượt quá 6,5%. Quỳnh và các bạn có nghe rõ không? Vâng, em nghe rõ. Thế cho nên là để chẩn đoán phân biệt đây là đái tháo đường thực sự có từ trước hay đây chỉ là tăng máu, trong trường hợp một số bệnh cấp tính diễn ra thì HB1C là cái quyết định để mình chẩn đoán phân biệt. Em hiểu không nào? Tất nhiên là với những trường hợp đái tháo đường type 1 thì nó tăng, có thể các cái trường hợp bệnh lý cấp tính đó nó cũng làm khởi phát một cách đột ngột thì HB1C lúc đó không thể phân biệt được với đái đường type 1. Còn lại đối với đái đường type 2 thì HB1C là cái để chẩn đoán phân biệt giữa tăng đường máu cấp tính và tăng đường máu do các cái bệnh lý cấp tính chứ không phải là đái tháo đường thực sự. Vâng. Em có nghe rõ không? Vâng, em nghe rõ. Bệnh nhân này HB1C tận 12,2 thì không thể nào là tăng đường máu do các bệnh lý cấp tính rồi. Bên cạnh đó thì cô cũng chia sẻ thêm một chút nữa là đối với các bệnh lý ở tụy. Thì đối với các bệnh lý ở tụy thì trừ trường hợp mà viêm tụy cấp. Bạn nào đang bật mic kia nhỉ? Cũng nghe tiếng giọng bạn Nam. Bạn Hùng có thể tắt mic đi một chút cũng được. Trong lúc nào em nói thì em sẽ bật mic lên. Thế thì trong trường hợp mà các cái bệnh lý của tụy thì trừ trường hợp mà viêm tụy cấp có thể làm tăng đường máu một chút thì trong trường hợp đấy HB1C cũng không tăng. Còn lại tất cả các bệnh lý mà tụy mà tổn thương tụy mãn tính mà dẫn tới đái tháo đường thì trong các trường hợp đấy bệnh nhân không thể nào mà béo phì được. Như này BMI tận 23,7 bởi vì khi mà đã tổn thương viêm tụy mãn
hoặc là ung thư tủy vân vân, thì bao giờ là bệnh nhân cũng có cái triệu chứng của hội chứng hấp thu trên lâm sàng, nghĩa là có gầy sút cân, có thể có suy dinh dưỡng, có thể có thiếu máu, có thể có suy dinh dưỡng, rồi có thể có thiếu các vitamin tan trong dầu trong mỡ như là vitamin K, vitamin A, vitamin D, vân vân. Đấy, do vậy mà các cái trường hợp như vậy, cô đã trường hợp mà cái viêm tụy mãn mà người ta bị tiểu đường mà chẩn đoán nhầm là đái tháo đường tiếp 2 với xơ gan. Đấy là trường hợp bệnh nhân cũng ở tuyến trước chuyển về với cô là có biểu hiện của phù, có biểu hiện của cổ trướng, có biểu hiện của chảy máu ở dưới da và định lượng protombin cũng thấp. Nhưng mà cô thấy tiểu cầu lại không thấp. Thế và sau đó thì cô kiểm tra lại thì hóa ra là bệnh nhân bị viêm tụy mãn. Viêm tụy mãn thì không hấp thu được cái vitamin K. Do vậy mà bệnh nhân protombin thấp và albumin trong máu thấp thì làm cho bệnh nhân xuất hiện phù và cổ trướng. Thế thì và thăm dò thì hoàn toàn là không phải là xơ gan, và cuối cùng đấy là đái tháo đường do viêm tụy mãn. Đấy, có rất nhiều các trường hợp như vậy. Do vậy mà về mặt lâm sàng, các triệu chứng của viêm tụy mãn hoặc là các cái tổn thương mà cắt tụy vân vân thì các em sẽ dễ dàng phân biệt bằng lâm sàng, chứ đến phần siêu âm và chụp CT tụy thì đấy là cái những cái trường hợp mà nó rất ít xảy ra. Thông thường là viêm tụy mãn gây ra cái tổn thương đái tháo đường thì nó đã tổn thương tới 90% các cái tế bào của tụy rồi, kể cả tụy ngoại tiết nữa. Do vậy mà bệnh nhân thường có cái triệu chứng kém hấp thu trên lâm sàng. Do vậy chỉ bằng lâm sàng thôi là em có thể loại trừ được ở bệnh nhân này. Và một cái đặc điểm nữa là trong viêm tụy mãn là cái đi ngoài không phải là đi ngoài phân lỏng đâu, mà là đi ngoài phân sống phân, đi ngoài phân mỡ, thì nó không hấp thu được các thức ăn, không tiêu hóa được các thức ăn như vậy. Thì đấy là một trong các đặc điểm các em cũng cần phải hết sức lưu ý. Với bệnh nhân này thì bằng lâm sàng cô nghĩ là đã có thể loại trừ được các cái trường hợp, các cái viêm tụy mãn của bệnh nhân. Tuy nhiên thì còn ở bệnh nhân lớn tuổi thì chúng ta phải chú ý cái ung thư tụy. Tuy nhiên thì ung thư tụy thì mình cần phải chú ý về các cái triệu chứng. Thường là ung thư tụy thì nó hay có phần đau bụng, ngoài ra thì cũng có các cái triệu chứng trên tiêu hóa như là nôn rồi rối loạn tiêu hóa, và đồng thời có thể có thêm cái triệu chứng của tắc mật trên lâm sàng nữa. Do vậy trong phần thăm khám các em cũng cần phải lưu ý là mình cần phải hỏi và khám xem là bệnh nhân có bị vàng da, vàng mắt nữa hay không. Đấy, thì đấy cũng là một trong các cái phần mà mình chú ý thêm. Còn lại đứng trước bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 2 mà có tăng huyết áp thì cái mà các em cần phải đặt ra chẩn đoán phân biệt đầu tiên nhất đó chính là những cái bệnh nào vừa gây ra đái tháo đường tiếp 2 mà vừa gây ra tăng huyết áp. Thì thông thường đó là những cái bệnh lý về các cái khối u của thượng thận như là Cushing. Như là Cushing thì có thể là Cushing do khối u của thượng thận, tuy nhiên cũng có thể là Cushing do sử dụng thuốc. Cái thứ hai nữa là hội chứng côn. Cái thứ ba nữa là các cái u tủy thượng thận bài tiết ra các cái catecholamine hoặc là các cái dopamine. Thì nghĩa là u vỏ thì bài tiết là cortisol hoặc là androstenol, là hội chứng côn, Cushing hoặc côn. Và u tủy thì gọi là phacocytom. Đấy, thì cái đầu tiên mình phải đặt ra chẩn đoán phân biệt ở bệnh nhân này chính là các cái bệnh lý mà vừa gây ra đái đường tiếp 2 vừa gây ra tăng huyết áp. Thì ở trong này thì các em cũng đã phân tích rồi là Cushing rồi là côn rồi. Tuy nhiên còn phacocytom thì các em lại cũng chưa phân tích, nghĩa là u tủy thượng thận. Thì thông thường u tủy thượng thận thì thường là bệnh nhân tăng huyết áp thành cơn, và những cái cơn đó thường là trên 200. Tuy nhiên nếu như mà đã có cái u tủy mà lâu rồi thì nó sẽ là tăng huyết áp hằng định, và trên nền cái tăng huyết áp hằng định đó nó có thể có những cái cơn vọt lên như thế trên 200. Và ngoài ra nữa thì mặc dù cái thời gian tăng huyết áp có thể ngắn thôi, có thể chỉ 1 năm thôi, nhưng mà bệnh nhân đã có thể có các cái tai biến của cái tổn thương các cơ quan đích của tăng huyết áp, vì cái tăng huyết áp do u tủy thượng thận rất khó kiểm soát. Ví dụ như là xuất huyết não, ví dụ như là suy thận, ví dụ như là nhồi máu cơ tim hoặc là suy tim, là tổn thương đáy mắt, thì các em cũng cần phải tìm các cái tổn thương của tăng huyết áp trên các cơ quan đích nữa.
Ở đây các em cũng cần phải yêu cầu là làm xét nghiệm về điện tim xem có dày thắt hay không, rồi siêu âm tim xem có suy tim hay không, rồi bệnh nhân này thì các em cũng cần phải chú ý. Một chút nữa cô sẽ hỏi thêm là cái tình trạng mà tại sao các em lại chẩn đoán là suy thận cấp ở bệnh nhân này. Tuy nhiên thì qua cái phần bệnh án này thì cô chưa thấy các em hỏi kỹ thêm về cái trường hợp u tủy thượng thận. Tất nhiên ở một người mà 86 tuổi thì u tủy thượng thận nó ít xảy ra hơn. Đấy là cái về chẩn đoán đầu tiên là chẩn đoán phân biệt với các cái nguyên nhân như vậy. Các em cũng đi được khá nhiều các nguyên nhân khác thì cô thấy khá là tốt. Còn một cái nguyên nhân nữa thì cô nghĩ là các em cũng cần phải lưu ý, đó là các cái trường hợp mà cái này thì ít gặp thôi, nhưng mà trên lâm sàng cô vẫn thấy là nhiều nơi là chưa chú ý tới, đó là trường hợp mà tăng đường huyết do u tiết GH của tuyến yên hay còn gọi là bệnh to đầu chi. Thì thực tế trên lâm sàng cô đã gặp khoảng đến 7-8 bệnh nhân là được chẩn đoán là đái đường tiếp 2, nhưng hóa ra là bệnh nhân là có u của tuyến yên tiết GH và gây ra tăng đường máu và gây ra các cái triệu chứng của u tuyến yên tiết GH. Nhưng mà vì cái u tuyến yên tiết GH nó tiến triển rất là chậm, các cái triệu chứng lâm sàng nó cứ dần dần nó xuất hiện, đâm ra là các bác sĩ, thậm chí một số các bác sĩ chuyên khoa cũng đã bỏ qua. Chính vì vậy các em cũng cần phải yêu cầu khám trên lâm sàng xem là bàn chân bàn tay có to hay không, có liên tục thay đổi kích thước của giày, ví dụ như là năm sau lại đi giày cao số to hơn hoặc đi dép số to hơn so với năm trước hay không, rồi cung mày có nhô hay không, rồi là mũi có to hay không, rồi cằm có nhô hay không, thì tất cả những cái đấy trên lâm sàng các em cũng cần phải lưu ý. Các em có thể search trên mạng xem cái hình ảnh của một bệnh nhân to đầu chi, thì các em sẽ nhìn cái hình ảnh đó một vài lần thì các em có thể lần sau các em sẽ có kinh nghiệm để đứng trước một bệnh nhân đái tháo đường, mình phải trước khi kết luận là đái đường tiếp 2. Thì thứ nhất là cô nghĩ là các em cần phải chẩn đoán phân biệt đây có phải là đái tháo đường thực sự hay không, hay là tăng đường máu trong một số bệnh lý cấp tính khác, thì HB1C là cái rất là quan trọng để mình chẩn đoán phân biệt. Cái thứ hai nữa là chẩn đoán chắc chắn là đái đường rồi, thì mình phải xem đây là đái tháo đường có nguyên nhân gì khác hay không. Thì các nguyên nhân hôm nay các em đã liệt kê ra thì cô chỉ bổ sung thêm một số các nguyên nhân đó. Thế thì có những nguyên nhân thì các em có thể loại trừ ngay được, nhưng cũng có những nguyên nhân các em chưa thể loại trừ ngay được, thì các em trong trường hợp nghi ngờ thì các em cần phải thăm dò thêm để chẩn đoán bằng các cái cận lâm sàng hoặc là thậm chí là các cái bác sĩ chuyên khoa sâu hơn nữa. Sau khi mà đã không thấy nguyên nhân rồi thì lúc đấy các em mới phân biệt đây là đái tháo đường tiếp 1 hay là đái tháo đường tiếp 2. Đấy, các cái bước của mình học sau đại học rồi thì mình cần phải chú ý như thế. Và chẩn đoán phân biệt giữa đái đường tiếp 1 và tiếp 2 thì bệnh nhân này đơn giản quá, phải không nào? Đường máu tận 37 mà lại chẳng có triệu chứng của nhiễm toan cetone trên lâm sàng, rồi cetone trong nước tiểu cũng âm tính, rồi pH máu cũng hoàn toàn bình thường, không có nhiễm toan, thì cái này đơn giản quá rồi. Và bệnh nhân lại thừa cân béo phì này thì chẩn đoán đái đường tiếp 1, tiếp 2 là rất là đơn giản rồi. Bây giờ cô sẽ hỏi thêm một chút nữa là tại sao em lại chẩn đoán là suy thận cấp và nguyên nhân suy thận cấp ở bệnh nhân này là gì? Cô mời bạn Quỳnh vừa trả lời xong rồi đúng không? Bây giờ cô mời đến bạn tiếp tục trong nhóm đến nhóm 23 thì cô mời bạn kết nhóm trưởng đã vào được chưa? Kết đã vào được chưa Kết ơi? Kết chưa vào được à? Cô mời bạn bạn Mị nào. Cô mời bạn Mị. Bạn Mị đâu? Bạn Mị trong nhóm 23 đây, Vũ Thị Mị đây. Anh đây ạ, cô nghe được không ạ? À, cô nghe rõ rồi. Tại sao bệnh nhân này em lại nghĩ tới là suy thận cấp? Và nguyên nhân của suy thận cấp ở đây là gì?
Em thưa cô thì bệnh nhân này là có bị đại suy thận cấp bởi vì là xét nghiệm bệnh nhân có ure là 13,4 creatinine là 207 và mức lọc cầu thận là 25 ml trên phút. Ngoài ra thì bệnh nhân này không có chuyển máu. Bệnh nhân siêu âm thận thì không có mất phân biệt thủy bỏ và không có chuyển máu. Trước đây thì mình cũng nghĩ là suy thận mạn ạ. Và bệnh nhân này thì em nghĩ đại suy thận cấp thì em nghĩ là bệnh nhân suy thận cấp này là suy thận do mất nước bởi vì bệnh nhân có đường máu tan rất là cao ạ. Em nghĩ là và còn có các dấu hiệu mất nước thì em nghĩ là bệnh nhân này suy thận do mất nước ạ. Rồi, điều đấy thì cô cũng hoàn toàn là nhất trí thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn phải thêm một yếu tố nữa. Bệnh nhân này protein niệu âm tính hay dương tính? Protein niệu bệnh nhân này âm tính rồi. À, đấy là một trong các yếu tố để mình nghĩ nhiều tới là suy thận cấp nhiều hơn đấy. Đúng nhỉ? Nhá. Ngoài ra nữa thì bệnh nhân này tăng huyết áp ở nhà điều trị bằng thuốc gì? Bệnh nhân này đang dùng Cetoprin một viên một ngày. Cetoprin hả? Em nói to lên cô nghe không rõ. Cô nghe không rõ Mỹ ơi. Mị có nghe thấy không nhỉ? Mị đâu nhỉ? Dạ có em đây cô ơi. Ừ. Cô nghe thấy không ạ? Ừ, bệnh nhân này tăng huyết áp đang điều trị bằng thuốc gì em? Bệnh nhân này đang dùng Indapamid. Vậy thì tại sao cô hỏi như thế? Mị có biết không? Bởi vì là nếu mà bệnh nhân, em nghĩ là chắc là bệnh nhân suy thận thì nếu mà bệnh nhân có tiền sử suy thận ạ thì người ta sẽ thì sẽ không sử dụng nhóm ức chế men chuyển ạ vì lo sợ tăng kali thì tức là mình có thể loại trừ được cái tiền sử suy thận trước đây ạ. À bởi vì nguyên nhân của viêm tụy cấp ở đây suy thận cấp ở đây có thể là mình dùng lợi tiểu và dùng ức chế men chuyển phối hợp vào và càng làm nặng thêm cái tình trạng mất nước suy thận của bệnh nhân. Em hiểu không? Vâng ạ. À tức là đứng trước một bệnh nhân khi mà có cái triệu chứng, ý là cô muốn nhấn mạnh ở đây là khi có một triệu chứng bất thường nào đấy thì mình phải đi tìm hết tất cả các nguyên nhân và để mình mới giải quyết tất cả nguyên nhân cho họ. Ví dụ trong trường hợp này thì rõ ràng là đường máu tăng cao như thế thì bệnh nhân mất nước rồi, nhưng nếu em vẫn tiếp tục dùng lợi tiểu cho bệnh nhân thì cái tình trạng suy thận nó càng nặng hơn. Thì anh Dapamid là lợi tiểu, em hiểu không? Vâng ạ. Nhá. Và bên cạnh đó một số bệnh nhân dùng ức chế men chuyển cũng làm cho xuất hiện suy thận. Do vậy mà mình càng cần phải chú ý, nếu trong giai đoạn đang suy thận như thế này thì cái thuốc mà điều trị huyết áp thì mình phải cân nhắc sử dụng các cái thuốc ít gây ra cái suy thận cấp nhất cho bệnh nhân. Nhá. Vâng ạ. Vâng. Ngoài ra còn có yếu tố gì có thể dẫn tới suy thận cấp ở bệnh nhân này nữa không? Ngoài mất nước do đường máu tăng cao quá, ngoài việc sử dụng các cái thuốc lợi tiểu rồi là ức chế men chuyển ở bệnh nhân này có thể dẫn tới suy thận thì còn có thể có cái gì khác nữa không? Còn một cái nữa mình cũng càng cần phải hết sức lưu ý, đó là những cái bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp thì ở bệnh nhân này cô thấy các em cũng đã yêu cầu rồi là làm siêu âm Doppler động mạch thận. Thì mình càng cần phải chú ý trên lâm sàng mình cũng phải khám xem là động mạch thận có tiếng thổi hay không. Nếu có tiếng thổi mình cần phải lưu ý là có thể có hẹp động mạch thận. Hẹp động mạch thận ở đây chưa chắc đã là do bẩm sinh, mà ở bệnh nhân 86 tuổi này thì khả năng bẩm sinh chắc là không có. Và thì mình cần phải chú ý là do xơ vữa mạch máu, do tuổi cao, do đái đường, do tăng huyết áp. Và khi mà có hẹp động mạch thận mà mình lại dùng thêm cả ức chế men chuyển thì nó cũng làm xuất hiện thêm suy thận. Em hiểu không nào? Mị có nghe rõ không? Dạ có, em nghe được cô ạ. Rồi. Đấy. Thế thì toàn bộ tất cả những cái này thì cô muốn là khi mà bệnh nhân có bất kỳ một cái triệu chứng nào đó thì các em phải đi tìm tất cả các nguyên nhân của bệnh nhân này có thể dẫn tới cái triệu chứng đấy để mình điều trị phối hợp. Em hiểu không nào? Nhá. Vâng ạ.
Thế và cái diễn tiến của bệnh nhân thì sau khi bù nước thì creatinine đã xuống chưa? Ure creatinine đã xuống chưa? Sau khi bù nước thì có xuống ạ. Bao nhiêu? 114 ạ. Creatinine xuống 114. Thế vậy rõ ràng rằng là cái phần mà mình chia sẻ như vậy là mình càng khẳng định là cái có cái suy thận cấp. Tuy nhiên 114 thì nó cũng vẫn chưa về bình thường đúng không nhỉ? Vâng, vẫn so với tuổi của bệnh nhân thì mức lọc cầu thận với cái mức 114 thì là bao nhiêu? Mức lọc cầu thận là bao nhiêu? Là 49 đúng không nhỉ? Được rồi, ok. Bệnh nhân này đã được làm protein niệu 24 giờ chưa? Protein niệu làm thăm là protein niệu thì âm tính nên là làm microalbumin niệu. Ok, làm microalbumin niệu thì microalbumin niệu là bao nhiêu? Như vậy là bệnh nhân này có tổn thương, đã có tổn thương thận chưa? Có tổn thương thận rồi cô ạ. Tại sao lại có tổn thương thận rồi? Protein niệu thì đã tăng rồi ạ. Có microalbumin niệu ạ. Tức là bệnh nhân đã có tổn thương thận ạ. Microalbumin niệu như thế nào thì là có tổn thương thận? Tức là bình thường thì bệnh nhân sẽ không có microalbumin niệu ạ. Khi mà có microalbumin niệu tức là đã tổn thương đến các lỗ lọc cầu thận ạ. Là để thoát microalbumin. Rồi. Bạn nào có ý kiến khác bạn Mỹ không? Bạn nào có ý kiến khác bạn Mỹ không? Bạn Quân nào? Bạn Quân nhóm trưởng nhóm... đúng rồi, bạn Quân nhóm trưởng nhóm 24 nào? Với microalbumin niệu là 3mg thì như vậy đã có tổn thương thận hay chưa? Bạn Quân nhóm 24 đâu nhỉ? Em chào cô. Alo, chào cô. Em trả lời cho cô đi. Dạ vâng, thưa cô. Thưa cô là bệnh nhân này có tổn thương thận, có yếu tố nguy cơ và tăng huyết áp của đái tháo đường. Thưa cô, em hỏi cô, em muốn hỏi cô lại cô một cái vấn đề là lúc nãy cô có nói là ở cái viên kết hợp giữa cái idapamide và cái viên hạ áp có ức chế men chuyển đấy ạ. Thế thì theo em tìm hiểu thì cái hạ áp và cái lợi tiểu trong cái viên phối hợp đấy chủ yếu là tác dụng giãn mạch là chính. Thế tác dụng lợi tiểu thì hầu như là rất là ít ạ. Thế thì mình dùng thì nó có có nguy cơ mất nước do cái ít nhưng vẫn có. Dạ Quân nhá, Tata em trả lời cho cô cái câu của em đã rồi cô sẽ trả lời tiếp cái của em. Với microalbumin niệu là 3mg như vậy thì đã được coi là có tổn thương thận chưa? Thưa cô, bệnh nhân này theo em thì có tổn thương thận ạ. Thế là nêu cho cô tiêu chuẩn như nào là có tổn thương thận với microalbumin niệu? Thưa cô là bệnh nhân này thì một là bệnh nhân có đái tháo đường có tăng huyết áp 4 năm thì... Không, cô không nói về nguyên nhân. Cô chỉ nói là chẩn đoán xác định mà có tổn thương thận ấy. Tiêu chuẩn microalbumin niệu như thế nào thì chẩn đoán xác định là có tổn thương thận? Thưa cô, cái này thì em chưa tìm hiểu ạ. Thế mà lại dám trả lời là có tổn thương thận rồi. Tức là nó có cái có microalbumin niệu thì nó có tổn thương thận. Đúng rồi, không đúng. Dạ vâng. Con này không đúng rồi, nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Và cái này thì cái phần này bạn Mỹ cũng... Bạn Mỹ... Vừa nãy là bạn gì nhỉ? Em bị quên. Như vậy là chưa đúng. Bạn nào có ý kiến khác không? Em thưa cô ạ. Em thưa cô, micro albumin mẫu ngẫu nhiên từ 20 đến 200 hoặc là cái nếu mà tính theo nước tiểu 24 giờ thì từ 30 đến 300 ạ. Từ trên 30 cho đến 300 thì là có albumin niệu. Còn trên 300 thì là albumin niệu đại thể rồi. Còn trên 30 cho đến dưới 300 thì là microalbumin niệu, có nghĩa là albumin niệu vi thể. Thì lúc đấy mới là có tổn thương thận. Tuy nhiên thì người ta không phải làm một lần là người ta đã khẳng định ngay đâu. Ta phải làm mấy lần?
ba lần. Là mấy lần nhỉ? Em thưa cô, họ làm từ 2 đến 3 lần trong thời gian từ 2 đến 3 tháng ạ. 2 đến 3 lần trong thời gian. Chị sử dụng máy Galaxy A6 chị tắt mất đi ạ. Rồi, bạn nào mà không trả lời thì các em phải tắt mic nhá. Bạn nào không trả lời thì bạn nào dùng Galaxy A6 ấy, bạn ấy tắt mic cho cô cái. Bạn dùng Galaxy A6 tắt mic cho cô cái. Chị nào đang nói ngày sinh của bệnh nhân nè, tắt mic đi hộ cô đi ạ. Được rồi, bạn tắt rồi. Ok. Như vậy là micromin niệu thì không phải 3 mg thì chưa có tổn thương thận bạn Quân và bạn Mỹ nhá. Với cái mức micromin niệu người ta phải làm mà nó nằm trong khoảng từ trên 30 tới dưới 300 thì gọi là micromin niệu vi thể, là bệnh nhân có cái tổn thương đó rồi. Và không phải là làm một lần là người ta khẳng định, mà trong vòng 3 tháng và làm 2 lần liên tiếp bệnh nhân đều có cái micromin niệu trên 30 thì mới được chẩn đoán là bệnh nhân có tổn thương thận. Chứ còn lại Quân và Mị là bệnh nhân mới có 3 mg mà chẩn đoán là có tổn thương thận là các em chưa đọc rồi nhá. Thì về xem lại cho cô cái phần đó. Bệnh nhân này thì có nhiều yếu tố có thể dẫn tới cái tổn thương thận, vì là đái tháo đường type 2, vì là có tăng huyết áp, cô đồng ý. Tuy nhiên thì xét nghiệm ăn micromin niệu thì bệnh nhân cũng chưa có. Cái này cô nói sâu thêm một tí thôi. Đa phần thì các cái tổn thương thận thì đều có xuất hiện giai đoạn sớm là micromin niệu, với micromin niệu mà trên 30 như cô đã nói, và trong vòng 3 tháng mà làm xuất hiện liên tiếp là trên 30 mg thì mới chẩn đoán là có tổn thương thận. Tuy nhiên thì cũng có một tỷ lệ vào khoảng 20% các bệnh nhân có tổn thương thận nhưng mà lại không có protein niệu, không có albumin niệu. Đấy. Thì bệnh nhân này vì mức lọc cầu thận vẫn là 49 mà micromin niệu thì chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán, nhưng mà có lẽ là cũng đã có tổn thương thận rồi. Nó có thể nằm trong cái phần mà khoảng 20% những bệnh nhân có tổn thương thận mà không có albumin niệu. Cái này vừa tổn thương thận do đái đường, do tăng huyết áp và do tuổi già nữa. Nó sơ hóa mạch thận nữa. Thế thì chính vì vậy mà cái phần tổn thương lại thận này rất quan trọng. Bởi vì sao? Nó ảnh hưởng quyết định tới cái việc điều trị bệnh nhân này. Vì các cái thuốc tiểu đường, các thuốc tăng huyết áp chúng ta đều cần phải chú ý với cái mức lọc cầu thận của bệnh nhân là 49, các em tính ra đúng không nhỉ? Vậy thì sang đến phần mà vì cô nghĩ là chắc là thời gian cũng không còn nhiều. Bệnh nhân này thì khá là hay, đối với cô bệnh nhân nào cũng rất là hay. Đối với bệnh nhân này thì cô nghĩ là cái may là bệnh nhân này cái protein niệu không không có, và albumin niệu nó cũng rất là thấp. Nếu như bệnh nhân này mà có albumin niệu đại thể, có protein niệu thì các em đã khẳng định được là có tổn thương thận hay chưa, mà các em cần phải loại trừ cái gì ở bệnh nhân này nữa. Cô mời bạn Kết đã vào được chưa nhỉ? Kết nhóm 23 đã vào được chưa? Lê Thị Kết ấy. Bạn Lê Thị Kết nhóm trưởng nhóm 23 mà đang đi ở nội tiết Đại học Y, em đã vào được chưa? Sao Kết hôm nay không tham gia? Cô mời bạn bạn Trần Thị Quý của nhóm 24. Thưa cô, theo em thì trên bệnh nhân này khi mà đã có protein niệu và microalbumin niệu thì là cần phải nghĩ đến thêm một trường hợp nữa là đợt cấp của suy thận mạn.
Ý cô muốn hỏi như này, nếu mà bệnh nhân này mà xuất hiện có protein niệu đại thể hoặc là mycobacterium niệu thì mình cũng cần phải chú ý còn có nguyên nhân nào không phải tổn thương thận mà nó cũng có protein niệu trong mức tiểu hay không? Hội chứng thận hư do đái đường ạ. Như hội chứng thận hư do đái đường là có tổn thương thận rồi. Thế cô phải... có thể do nhiễm trùng đường tiểu và tổn thương đường tiểu nhiễm trùng. Đúng rồi. Cô rất là cảm ơn em. Bệnh nhân này có nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu không? Tại vì đường huyết bệnh nhân rất cao thì cũng rất là nguy cơ cô ạ. Ngoài đường huyết đường cao trong nước không tiểu. Có cái gì nữa không? Phi đại tuyến tiền liệt. Bệnh nhân phi đại tuyến tiền liệt ạ. Phi đại tuyến tiền liệt thì có thể ứ động. Đúng rồi, cô rất là cảm ơn em. Do vậy nếu như bệnh nhân này có protein niệu trong nước tiểu thì các em cũng chưa khẳng định được là bệnh nhân có tổn thương thận đâu. Mà các em cần phải xem bệnh nhân có nhiễm trùng tiết niệu hay không. Vì vừa đái đường vừa có phì đại tiền liệt tuyến thì cái nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu ở bệnh nhân này là rất lớn. Nhưng rất may là bệnh nhân này không có protein niệu thì mình cũng rất là ổn về vấn đề này rồi. Một lần nữa cô nhấn mạnh lại, bất cứ một cái dấu hiệu nào bất thường ở bệnh nhân, các em đều phải đi tìm các nguyên nhân và mình loại trừ từng nguyên nhân một thì lúc đấy mình sẽ điều trị cho bệnh nhân được tốt hơn. Em hiểu không? Cô muốn hỏi thêm một chút nữa. Sang đến phần điều trị thì ở bệnh nhân này, về điều trị thì mục tiêu điều trị đường máu của bệnh nhân này là như thế nào? Bạn nào cho cô cái mục tiêu điều trị? Mời bạn là Thu Hằng của nhóm 23. Cô mời bạn Thu Hằng của nhóm 23. Mục tiêu điều trị đường máu của bệnh nhân này. Cô mời bạn Hằng đi. Bạn Hằng không có à? Cô mời bạn Soạn của nhóm 24. Dạ em thưa cô, bệnh nhân này là bệnh nhân đã lớn tuổi rồi và mới mắc lần đầu. Cho nên cái mục tiêu của em thì cũng cố gắng là không chế huyết áp ở cái mức mà từ 130 đến 140 trên 80 và đường huyết HB1C thì từ 7 cho đến 7.5 và đường huyết lúc đói thì dưới 6.5 và đường huyết sau ăn thì khoảng 7.8 đến 9 ạ. Và cố gắng duy trì cái BMI ở mức 18.5 đến 23 thôi. Rồi, cô cảm ơn em. Có bạn nào có ý kiến khác với bạn bạn Soạn không? Cô mời bạn Huỳnh Anh đi. Huỳnh Oanh à? Huỳnh Thị Oanh của nhóm 23. Thế là cô mời Hằng. Tốt quá. Được rồi, không sao. Cô rất hoan nghênh. Thôi cô cảm ơn. Một chút mình dừng ở đây đã. Nếu mà HbA1c từ 7.5 đến 8 thì đường máu lúc đói với đường máu sau ăn lại không thấp như thế đâu. Bạn Hằng cũng nhỉ? Hằng ạ. Nếu em để đường máu sau ăn từ 5.6 thì có vẻ là hơi thấp quá. Và đường máu lúc đói. Cô đồng ý là HbA1c em có thể để ở xung quanh 8% vì bệnh nhân này 80 mấy tuổi rồi nhỉ? 84 tuổi rồi thì HbA1c em để xung quanh 8% là được, vì mình cũng không cần đưa xuống thấp quá. Đưa xuống thấp quá thì bệnh nhân lớn tuổi thì có thể hạ đường huyết, và khi hạ đường huyết thì các cơ quan như là gan này thì nó sẽ khó để đáp ứng được sản xuất được ra đường ngay tấp lự, rồi là các cơ quan khác như là hệ catecholamine
rồi là cortisone nó cũng phản ứng kém, nó không tăng lên được một cách nhanh chóng để làm tăng đường máu cho bệnh nhân thoát được. Chính vì vậy nếu như người già như này mà hạ đường máu thì người ta dễ đi vào hôn mê và dễ tử vong trước khi chết vì các cái biến chứng mạn tính của tiểu đường. Do vậy HbA1c các em để xung quanh 8%, cô đồng ý đối với bệnh nhân này. Đường máu tương với HbA1c 8%. Bệnh nhân này có tự phục vụ được bản thân hay không? Mình còn phải chú ý cái điều đấy nữa. Nếu bệnh nhân tự phục vụ được bản thân thì em mới để HbA1c là xung quanh là 8%. Còn nếu không tự phục vụ được bản thân mà phải phụ thuộc vào người khác thì có thể em phải đặt HbA1c cao hơn. Bệnh nhân này, các em có hỏi về bệnh nhân này có tự ví dụ đi lại, tự ăn uống được không hay là phải có người phục vụ? À, như vậy là tự đi lại, tự ăn uống được thì mình để HbA1c như thế thôi. Còn nếu như mà tất cả những cái đấy mà bệnh nhân không, bệnh nhân ví dụ như là Alzheimer này, bệnh nhân hoặc là bệnh nhân mà xương khớp đau không tự đi lại hoặc là không vận động được, ý thức không tỉnh táo thì HbA1c em phải để đặt cao hơn nhá, không được đặt xuống thấp như này. Còn đường máu tương với HbA1c là 8%, bệnh nhân này thì có lẽ là vì các em cũng chưa hỏi bản thảo về nội chú xem là cái khả năng tự phục vụ, tự vận động của bệnh nhân như thế nào. Nhưng hôm nay cô muốn chia sẻ thêm là như vậy. Bản thảo có nói là bệnh nhân tự đi lại, tự ăn uống được, không phải người phục vụ. Tất cả các cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày của bệnh nhân là vẫn tự làm được. Thì mình để HbA1c là 8%. Thế còn tương với HbA1c 8% thì đường máu lúc đói của bệnh nhân có thể nằm trong khoảng 6, 7, 8. Nếu 10 lần thử mà 8 lần, ví dụ là 80% đạt được cái đấy, 1, 2 lần có thể vượt quá lên 9, lên 10 thì vẫn là chấp nhận được. Và đường máu sau ăn các em cũng không nên để thấp quá là xuống tới 5,6, mà có thể là 9, 10, 11 thỉnh thoảng lên vượt quá những các cái đó cũng được. Đấy, thì đấy là tương ứng với HbA1c 8% thì đường máu lúc đói là 6, 7, 8, 9 và đường máu 2 giờ sau ăn có thể là 9, 10, 11, 12 cũng được. Đấy, thì như vậy nó an toàn cho bệnh nhân hơn. Vì nếu mà đưa xuống thấp quá thì bệnh nhân có thể sẽ nguy hiểm. Tiếp theo nữa là về huyết áp bạn Hằng. Mục tiêu huyết áp. Tại sao lại đưa huyết áp 130/80? Con đích là tổn thương cơ quan nào? Bệnh nhân này có yếu tố nào mà làm mà huyết áp của em là duy trì là dưới 130/80 hay là như nào, hay nằm trong khoảng nào, hay là phải đúng 130/80? Ừ. Cái 140/90 thì 100/60 có được không? Thế thì giới hạn dưới là bao nhiêu? Chưa xem à? Thế chắc là cô cũng phải cho nở tí nhỉ, chứ không cô nào cũng trả lời hết rồi thì lại về không về đọc sách nhỉ.
Thì câu này cô sẽ cho bạn hàng nợ nhé. Ghi lại cho cô là bạn hàng nợ cái câu huyết áp của bệnh nhân. Em sẽ về xem lại guideline cho cô nhé. Thế là huyết áp ở một người 85 tuổi như thế này rồi thì mục tiêu huyết áp cần đạt được là bao nhiêu? Nó phải có chặn dưới ở đây nhá, chứ không phải là dưới 130, 80 hoặc dưới 140, 90 đâu. Như vậy là phải chuẩn bị lại cho cô cái câu mà huyết áp ở mục tiêu của bệnh nhân này. Và thuốc huyết áp nào em sẽ sử dụng cho bệnh nhân này nhá. Được rồi. Mục tiêu về đường máu tương với mục tiêu đường máu như vậy thì các em sẽ lựa chọn thuốc gì để điều trị cho bệnh nhân sau khi bệnh nhân ra viện? Thuốc gì các em sẽ lựa chọn? Bây giờ cô sẽ mời bạn bạn Huy Quyết à? Bạn Huy Quyết của nhóm 24. Quyết đã vào được chưa Quyết ơi? Dạ, em chào cô ạ. Ừ. Với cái mức đường máu thế này thì và với tình trạng bệnh nhân như này thì khi ra viện em sẽ dùng thuốc gì cho bệnh nhân? Thế cô, với cái tình trạng bệnh nhân mà cái đường huyết... Quyết ơi, em nói to lên một tí vì cô và các bạn không nghe thấy. Dạ. Thưa cô, với cái tình trạng cô nghe chưa ạ? Áng có nghe được rồi. Ừ. Vâng ạ. Thưa cô, với cái tình trạng bệnh nhân, thứ nhất là tuổi cao, đường huyết bệnh nhân rất là cao thế này thì khi mà điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta phải dùng insulin cho bệnh nhân. Thứ nhất là ta dùng insulin với cái liều lượng là 0,6 nhân với trọng lượng cơ thể. Vâng ạ. Tức là khoảng 40 đơn vị ta chia nhỏ liều ra, ta chia 3 mũi. Bây giờ là em khi ra viện là em cho bệnh nhân dùng insulin tiếp tục đúng không nhỉ? Vâng ạ. Lý do tại sao phải dùng insulin mặc dù em chẩn đoán là đái tháo đường type 2? Thưa cô, với bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì nhất là cái bệnh nhân này tuổi nó cao, đường huyết nó rất là cao. Và có thể là khi mà mình dùng thuốc viên thì nó sẽ không có đáp ứng được với thuốc viên đó. Mình phải dùng insulin đó. Cô đồng ý khi vào viện thì mặc dù là đái tháo đường type 2 nhưng đường máu cao quá 37, bệnh nhân có nguy cơ đi vào hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. Bệnh nhân có mất nước, bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng rầm rộ thì các em sẽ phải dùng insulin. Nhưng dùng insulin trong vòng 2 tuần đường máu về tương đối ổn và các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân như là uống nhiều tiểu nhiều không còn nữa, không còn creatinine cũng xuống, mức lọc cầu thận đã hồi phục được tới 49 rồi. Vậy thì ra viện em có tiếp tục dùng insulin cho bệnh nhân nữa hay không? Thưa cô, khi mà mình điều trị khi cho xuất viện mà đường huyết nó đã ổn định rồi thì về có thể mình lại phải chuyển sang thuốc viên cho bệnh nhân để bệnh nhân thuận tiện trong cái khâu sử dụng và cũng có thể bệnh nhân cũng sẽ đáp ứng được với cái thuốc viên ạ. Đây cũng là một phần mà cô cũng muốn chia sẻ với các em. Khi mà bệnh nhân đái tháo đường mà đường máu cao quá, mới phát hiện mà đường máu cao quá và bệnh nhân có các cái triệu chứng lâm sàng như là mất nước, như là uống nhiều tiểu nhiều, thì lúc đó bắt buộc chúng ta mặc dù là đái đường type 2 thì chúng ta vẫn phải dùng insulin. Và dùng insulin đến bao giờ? Thì dùng insulin cũng có rất nhiều các bệnh nhân mà cô được biết là khi mà phát hiện tiểu đường thì đường máu tăng cao và các bác sĩ cho vào viện dùng insulin. Thế xong ra viện thì các bác sĩ vẫn tiếp tục dùng insulin. Và khi bệnh nhân đến khám lại thì các bác sĩ sau thấy bệnh nhân đang dùng insulin cũng không biết lý do tại sao bệnh nhân phải dùng insulin, lại tiếp tục kê insulin cho bệnh nhân nữa. Thì đấy là một cái điều nó chưa thật là hợp lý. Vì tất cả những cái bệnh nhân mà người ta có chỉ định của nó, nếu mới phát hiện tiểu đường mà đường máu tăng cao quá và bệnh nhân có triệu chứng trên lâm sàng mất nước, uống nhiều tiểu nhiều thì người ta sẽ dùng insulin. Khi mà bệnh nhân đường máu đã về tương đối là ổn định và bệnh nhân hết các triệu chứng trên lâm sàng, không còn uống nhiều, không còn tiểu nhiều, không còn mất nước,
Thì lúc đó người ta thường là sau khoảng khoảng 10 ngày thì lúc đó người ta có thể quay trở lại thuốc viên cho bệnh nhân nếu như bệnh nhân không có chống chỉ định của các cái thuốc viên. Thế thì muốn biết được là bệnh nhân này có sau giai đoạn mà điều trị trong bệnh viện đường máu đã về tương đối ổn rồi, hết tất cả các triệu chứng uống nhiều tiểu nhiều rồi là hết các cái triệu chứng mất nước trên lâm sàng, thì em phải xem là bệnh nhân này có chống chỉ định gì của thuốc viên hay không để mình sẽ xét chuyển sang thuốc viên cho bệnh nhân. Thì phải phân tích như thế bạn Quyết à? Đúng Quyết không nhỉ? Vâng ạ, vâng, em nghe. Vậy thì bệnh nhân này có chống chỉ định gì của thuốc viên hay không? Thưa cô, không. Bệnh nhân này thì không có chống chỉ định gì ạ. Không có chống chỉ định gì của thuốc viên. Như nào là chống chỉ định của các thuốc viên? Cứ trả lời cho cô xem. Thưa cô, bệnh nhân này thì men gan bệnh nhân bình thường ạ, không có suy thận ạ. Mức lọc cầu thận là 49. Chống chỉ định đó thì nhưng mà khi mình đi điều trị thì nó trở về mức ổn định rồi ạ. À, lúc vào thì ra viện, mức lọc cầu thận có 25 thôi. Sau khi và mà... khi mà mình điều trị đã ổn định rồi thì mình mới cho xuất viện. Khi mà mình cho xuất viện rồi thì đương nhiên là khả năng là cái mức lọc cầu thận nó ổn định, cái hết suy thận đi thì mình sẽ kê thuốc cho bệnh nhân ạ, kê thuốc viện ạ. Bệnh nhân này điều trị ổn định rồi nhưng mức lọc cầu thận trước lúc ra viện vẫn là 49 em à? Phải dùng các nhóm thuốc không độc với thận. Vâng vâng. Vâng vâng là như thế nào? Dạ, cô thưa cô lại thì... cho Quyết nha. Quyết dạ. Sẽ tới Quyết sẽ trả lời cho cô là bệnh nhân này có dùng được thuốc viên hay không và các thuốc viên nào dạ. Được sử dụng. Còn nếu không dùng được thuốc viên thì em sẽ dùng thuốc gì cho bệnh nhân nhá. Và lý do dạ. Tại sao dạ. Chứ không thể nào trả lời một cách rất là cô thấy là như vậy là Quyết là chưa đọc sách đâu, chưa nghiên cứu bệnh nhân và chưa đọc sách đâu. Như một số các bạn khác là rất tốt đấy. Nhớ Quyết nhá. Vâng. Nghe rõ cô trả lời câu hỏi gì à? Thế mà em nghe cô ạ. Lần sau em sẽ trả lời cho cô về cái phần này. Được chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Ừ. Thế hình như là hết giờ người ta gọi nhắc cái thằng nhỉ? Mấy giờ? Đến 11 giờ. 11 giờ mấy giờ rồi? 11 giờ 2 phút ạ. À, thế chắc là mọi người nhắc. Cô xin lỗi tí. Alo. Ok, đây. Rồi bây giờ hết giờ cô chồng mình say sưa quá. Thứ nhất là cô rất là cảm ơn các em trong cái đợt COVID này các em cũng rất là nhiệt tình khi mà gửi bệnh án cho các em là các em đã chịu khó đọc, chịu khó phân tích và rất là sôi nổi. Và hôm nay là các em đã tham gia và cô thấy rất là hài lòng. Một số bạn thì chắc là cũng vì lo chống dịch quá nên là chưa đọc được sâu sắc thêm, hoặc là cũng có thể kiến thức nó hơi sâu quá thì hôm nay cô giao thêm cho các em về, thì tuần tới các bạn sẽ giải quyết cho cô những cái phần đó nhá. Buổi tới là thứ sáu, đúng rồi, sáng thứ sáu cũng từ 9 giờ đến 10 rưỡi sáng thứ sáu tuần này. Thế mà chúc các em một ngày làm việc nhiều hiệu quả, rồi là giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể phục vụ được các cái bệnh nhân và phục vụ tốt hơn. Cảm ơn các em.